Chuyện chẳng của riêng ai, nữ sinh kêu hỏng xe, đòi ba chở đi học và nguyên nhân hé lộ khiến mẹ nổi đóa. Để được cô con gái mát lòng mát dạ, bố mẹ sắm cho chiếc xe máy để đi học vì sợ con vất vả. Thế mà sớm hôm đó cô bé nói với mẹ rằng xe bị hỏng rồi nhờ ba chở tới trường. Lo lắng cho con, mẹ ở nhà mang xe đi sửa thì được tiệm sửa xe thông báo cho nguyên nhân, khiến bà mẹ nổi đóa, chị đợi con về là tới công chuyện. Thứ đó không hiểu luôn á trời. Sáng sớm mới 6 giờ điện cho ba nói ba ơi, xe con hư rồi, xe con hư dữ rồi, ba mất chạy ra đưa nó đi học về nhà coi lại á, đổ xăng vô là chạy. Xe hết xăng mà mày không biết hả? May mà có bà ngoại chứ không báo thủ này chắc từ mai đi bộ đi học luôn, khỏi xe pháo gì nữa. Câu chuyện quen quen của mỗi gia đình khi có con cái đang độ tuổi học sinh. Tiền tiêu vặt thì vẫn cầm, nhưng giết rồi đến việc đổ xăng cũng báo cha báo mẹ. Bạn nào giống như cô bé thì thành thật comment cho thám tôi biết nha. Chắc chắn là không trượt phát nào đâu chứ hả? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh. Nhớ là tiếp tục ủng hộ Thám TV để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.